Mời quý vị đến với vòng 4 vì bạn xứng đáng. Vòng 4 mệnh giá là 25 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai gợi ý đoạt giải Grammy? Grammy là ca sĩ đúng không? Đúng rồi ạ. Được lĩnh vực âm nhạc. Có 9 gợi ý. Em xin được chọn gợi ý số 3. Số 3. Dạ. Rồi, mở số 3. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? Giải Grammy là một trong giải thưởng của âm nhạc, rất là danh giá. Đúng rồi. 4 triệu tư. Xem gợi ý. Từng đến Việt Nam. Khá là nhiều nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam. Đúng rồi. Và trong đó có những người đã đoạt giải Grammy. Đúng không? Giải Grammy, giải danh giá của thế giới, giống như giải điện ảnh Oscar vậy đó. Ai mà đoạt giải Grammy thì dữ dội lắm. Lady Gaga đã từng đến Việt Nam. Đúng rồi. Biểu diễn. Ừ. Trong một cuộc thi sắc đẹp. Ừ. Và Lady Gaga chắc chắn cũng đã đoạt giải Grammy. Bây giờ còn cái giải Oscar nữa. Lady Gaga cũng đạt giải Oscar. Em không có thế mạnh về âm nhạc quốc tế, nhưng mà em chỉ nghĩ đến cái tên đó ở thời điểm này. Ừ, như thế là tốt rồi. Em xin mở tiếp một gợi ý nữa. Số mấy? Số 4 đi ạ. Mở số 4. Mệnh giá số 4 là... $250,000. Xem gợi ý. Tiến sĩ luật. Tổng thống Barack Obama của Mỹ, ông ấy có bằng tiến sĩ luật. Ông đoạt giải Grammy luôn tại đại học Harvard. Nó không được hợp lý lắm bởi vì ông là một chính khách. Đúng rồi. Nhưng mà em từng xem một trên truyền hình thì một cậu bé ước mơ trở thành tổng thống Mỹ thì có nhắc đến tổng thống Obama. Với tư cách là người đoạt giải Grammy, em nghĩ là sẽ mở thêm gợi ý. Biết bởi đâu vì được đó là Obama. Em cũng nghĩ là Obama khi có cái gợi ý tiến sĩ luật này. Ừ. Và điều quan trọng là ông cũng đã đến Việt Nam vào năm 2016. Ông ấy đã từng ăn bún chả. Đúng. Ở Hà Nội. Tại Hà Nội. Ông ấy tốt nghiệp luật ở Harvard. Em cũng nhiều thông tin đấy. Dạ. Nhưng mà chưa có dám chốt không, cái nào không đúng không? Cơ sở. Đúng rồi, mua tiếp đi em. Em xin được một gợi ý nữa ở số 6 đi ạ. Mở số 6. Mệnh giá số 6 là... Wow. Wow. Quá nhiều. Quá nhiều thật á. Là cao nhất đúng không anh? Đúng rồi. 7 triệu rưỡi. Hôm nay em bốc. Mở gợi ý. Phụ nữ quyền lực. Phụ nữ quyền lực. Người phụ nữ quyền lực. Chính khách mà là tiến sĩ luật. Từng đến Việt Nam. Không thì, ai nói thì... chính khách nha. Dạ, em đang suy nghĩ vậy thôi. Còn một nghệ sĩ đoạt giải Grammy có bằng tiến sĩ luật. Em xin được thêm một gợi ý nữa ạ. Số mấy? Cho em gợi ý số 1 đi ạ. Mở số 1. Khá là khó. Mệnh giá số 1 là... Wow. 3.750.000. Mua được gì? 1947. Đây là năm sinh của cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Bà ấy cũng tốt nghiệp luật, có bằng tiến sĩ, là một trong những phụ nữ quyền lực dẫn đầu danh sách của tạp chí Forbes. Và chắc chắn là Hillary đến Việt Nam ít nhất là 4 lần, 5 lần. Chính xác như thế. Cả trong vai trò phu nhân tổng thống, cả trong vai trò ngoại trưởng Mỹ, lẫn vai trò thượng nghị sĩ. Nhưng quả thực với thông tin đoạt giải Grammy thì em chưa từng có thông tin về Hillary Clinton. Đây tất nhiên là 1947 là năm sinh của nhiều người phụ nữ khác nữa. Nhưng mà làm em nghĩ đến Hillary Clinton. Suy đoán Clinton vậy thôi đúng không? Dạ. Còn cái nào mà em cũng biết nhiều thông tin đó chứ. Vấn đề là mình có biết thông tin chính xác để mình chốt hay không thôi. Dạ. Ví dụ như nếu mà chỉ có 3 thông tin kia cộng với 1947 là có thể chốt ngay được là Hillary Clinton. Nhưng mà cái thông tin chính tức là đoạt giải Grammy. Đoạt giải Grammy. Em xin một gợi ý nữa. Số mấy? Số 5 đi ạ. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là... $1 triệu. Chúng ta xem gợi ý. Dạ. Rồi xong. Chốt đi em. Em xin chốt là Hillary Clinton ạ. Ừ. Quá rõ rồi đúng không? Dạ. Ừ. Nãy giờ mình phân tích nó đi tới nơi rồi mà mình không dám chốt. Nào,
Như thế thì rõ rồi, không còn ai khác nữa hết. Dạ, chắc chắn là không còn ai em khác. Em kiểm soát lại coi còn cái nào khác nữa không. Hillary Clinton từng tranh cử tổng thống. Đúng và rồi. Thất bại trước Donald Trump. Chính xác. Và bà sinh năm 1947. Đây là điều rất quan em trọng. Em nhớ năm sinh hết sức là giỏi đó. Dạ. Như thế là cũng đủ. Phụ nữ quyền lực và tiến sĩ luật đều là những thông tin về Hillary. Rồi, vậy chốt đi, hết rồi đó. Chốt ạ. Mình đã phân tích tận cùng rồi đó. Sai mình chịu, chốt, đúng không? Dạ. Chắc chốt chưa? Là Hillary Clinton. 100% chưa? 100%. Rồi, 3, 2, 1, chốt. Để chúng ta xem đáp án. Mở đáp án. Mình đã phân tích tận cùng rồi, dạ. Không còn đường nào mình phân tích nữa đúng không? Nếu sai thì đúng là một cái sự sơ suất. Đúng nhưng rồi. Mà em nghĩ là đây là một đáp án chính xác. Hơi tiếc là mở nhiều nghĩ nhiều tiền quá. Không lẽ mình đợi ra tới Bill Clinton mình mới chốt. Dạ. Chính xác như vậy. Hillary Clinton là phu nhân của tổng thống Bill tổng Clinton. Thống Bill Clinton. Yeah. Yeah. Chúng ta xem những nghĩ còn lại. Cựu ngoại trưởng Mỹ Bill Clinton, cựu đệ nhất phu nhân, có một cô con gái. Yeah. Nào, xem đoạt giải Grammy thế nào. Bà Hillary Clinton từng nhận được giải Grammy năm 1997 với phiên bản sách nói của cuốn sách It Takes a Village, một cuốn sách do chính bà viết năm 1996. Wow. Ủa tại sao viết cái này mà được nhận giải? Tại vì nó là phiên bản sách nói á. Sách nói tức là dưới dạng audio. À. Thì có thể xem là một cái sản phẩm. Và em nghĩ là Grammy thì không chỉ trao cho âm nhạc hoặc là những cái hình thức đó gần gần như âm nhạc. Nhưng mà có lẽ là vì mình hay nghĩ đến những cái nghệ sĩ nổi tiếng kiểu như Lady Gaga, Paris Hilton hoặc là Britney Spears. Ít khi mình nghĩ đến một chính khách là đoạt giải Grammy. Nên em đúng nghĩ rồi. Là gợi ý đầu tiên của chương trình là rất khó. Cái gợi ý đánh lừa mình đúng, đúng không? Rồi ạ. Dạ. Thôi, chúng ta xem tổng số tiền của em có được là bao nhiêu. Hơi tiếc vì bốc rất là nhiều những cái gợi ý tiền cao. Chúng ta đang có 20.450.000 đồng. Dạ. Cộng với vòng 4, em có số tiền là 28.550.000 đồng. Cho chúng tôi kết nối với hiện trường. Và như vậy là chúng ta đã xong vòng thi thứ 4 với đáp án là Hillary Clinton. Và bạn đã giành được số tiền bây giờ là hơn 28 triệu đồng. Có một tin vui đó là chúng ta vẫn còn đến 30 triệu nữa. Có nghĩa là nhiều hơn cả số tiền mà bạn đang có, đang chờ đợi ở phía trước. Và hãy cùng đặt hết niềm tin và sự may mắn của mình vào vòng thi cuối cùng này như là một cuộc đặt cược vậy. Hãy cùng chờ đợi xem số tiền cuối cùng là bao nhiêu. Chúc Nguyên Bảo may mắn ở vòng thi thứ 5. Rồi, cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta còn vòng chơi cuối cùng. Dạ. Nào hãy mạnh mẽ lên và hãy suy nghĩ thật thấu đáo và cố gắng chốt càng sớm càng tốt. Chúng ta có 30 triệu ở vòng 5 vì bạn xứng đáng. Bao nhiêu triệu? Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề. Gợi ý vật liệu. Wow. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại bạn phải mua. Giá trị thấp nhất là 150.000 đồng. Cao nhất là 9 triệu. Số này còn cao nữa. Dạ. Hy vọng chúng ta không phải mua những số lớn. Chọn đi bạn. Em xin được chọn gợi ý số 6 ạ. Mở số 6. Vật liệu gì đây? Mệnh giá số 6 là $300,000. Wow. Mở gợi ý đi. Tự nhiên. Tức là không phải nhân tạo. Đúng rồi. Mình có thể tạm thời có được thông tin là không phải nhân tạo hoặc có nguồn gốc từ tự nhiên. Rất nhiều thông tin, em xin chọn tiếp một gợi ý nữa. Gợi ý số 1 đi ạ. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là bao nhiêu? Bây giờ mình còn vòng cuối, mình không còn cái gì cơ hội nữa nên càng mua tiền càng tốt. Dạ. Mệnh giá số 1 là 4.500.000. Hay à. Bây giờ thì mình không nên suy nghĩ về số tiền nữa. Đúng rồi. Để đảm bảo mình có một cái đáp án đúng. Đầu óc mình đỡ nhức dạ, đầu đúng không? Em rất tò mò về gợi ý tiếp theo. Mở gợi ý đi. Nhiều màu. Vật liệu tự nhiên nhiều màu. Vật liệu tự nhiên nhiều màu. Ừ. Đá quý có tự nhiên không? Có nhiều màu không? Có. Ừ.
Đá quý cũng là vật liệu tự nhiên và cũng có rất là nhiều màu. Đúng rồi. Ngoài đá quý ra thì còn gì nữa? Nhiều ở đây mình có thể hiểu là trên hai màu đúng không anh? Đúng rồi, trên hai màu. Ví dụ như là cát cũng là một cái vật liệu tự nhiên. Đúng rồi. Để mình sản xuất ra thủy tinh. Đó đó. Là và nó cũng có nhiều màu. Ừ. Tất nhiên chủ yếu là cát trắng. Mua tiếp đi. Dạ. Cho em xin được một gợi ý nữa, gợi ý số 2 ạ. Mở số 2, em nghĩ trong đầu. Đá quý cát. Đá quý cát, rồi gì nữa? Mệnh giá số 2 là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng mua được gì? Tính ứng dụng cao. Mình có thể hiểu cái ý này, tức là cái vật liệu này được con người sử dụng cho các mục đích của con người. Thì cả hai cái gợi ý mà anh em mình vừa nhắc tới là đá quý và cát đều có cái tính ứng dụng cao. Nhưng có lẽ cát thì có tính ứng dụng cao hơn, tính phổ biến nhiều hơn. Đá quý thực ra thì sau khi khai thác thì mình cũng chỉ sử dụng nó để làm một cái trang sức, hoặc là để mình làm phụ kiện, mình làm thêm những cái màu sắc đẹp. Cát thì xây nhà, xây cát cửa, xây cát nhà. Là làm đủ thứ xây dựng. Đúng rồi ạ. Cát là vẽ tranh, cát là làm đúng đủ rồi. Thứ tác phẩm ha. Ok, mua tiếp. Số mấy? Cho em xin được gợi ý số 7 ạ. Mở số 7. Cố gắng lên nào, cái này chốt được không? Mệnh giá số 7 là 6 triệu. Mua được gì? Khoáng vật thì lại thiên về đá quý hơn là cát. Khoáng vật tức là một cái dạng khoáng sản có nhiều màu, tính ứng dụng cao, nguồn gốc tự nhiên. Em cũng đang thấy là những cái gợi ý này khá là logic với cái suy nghĩ đá quý. Mà là vật liệu, nguồn gốc tự nhiên, nhiều màu. Nhiều màu thì đúng chỉ có thể là có đá quý thôi. Em chưa nghĩ ra một cái vật liệu nào mà có nhiều màu, nguồn gốc tự nhiên. Nhưng mà chắc chắn 100% không? Chứ anh thấy chưa có chắc. Không có chắc. Đôi khi chơi thì mình cũng nên bản lĩnh một chút. Ừ. Nhưng mà trong lúc này anh khuyên em đừng bản lĩnh. Cho em số 9 đi ạ. Rồi ạ. Số mấy? Số 9 ạ. Mở số 9. Mệnh giá số 9 là 600.000. Cảm ơn gợi ý của anh Quyền Linh. 600.000 để có thêm một gợi ý nữa. Số 9 600.000. Mua được gì? Đường kính hạt nhỏ. Đường kính hạt nhỏ thì mình chỉ nghĩ đến cát thôi. Theo anh không phải là cát đâu, không phải là đá đâu. Đời đá vàng, đời cát bụi ha em. Không được đâu. Mua đi. Khá là khó. Số 5. Mua số 5. Em xin thêm gợi ý số 5 ạ. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là 6 triệu. Mở gợi ý. Dẻo. Tự nhiên nhiều màu, dẻo à. Tính ứng dụng cao, khoáng vật, đường kính hạt nhỏ. Gì? Dẻo. Có gì dẻo? Đất sét nhiều màu, tự nhiên, tính ứng dụng cao, khoáng vật, đường kính hạt nhỏ. Tức là đất sét á, em nãy giờ em nghĩ nghĩ nhiều màu này kia rồi. Đúng cát rồi. Đá giờ mình nghĩ sâu xuống dưới nữa, dưới bề cát đá đất nữa. Tự nhiên nhiều màu, tính ứng dụng cao, khoáng vật, đường kính hạt nhỏ và dẻo. Em xin được chốt đáp án là đất sét ạ. Cái này được nè. Đáp án là gì? Đất sét ạ. Đất sét. 3, 2, 1. Chốt. Thôi chốt rồi, đất sét. Mở. Đất sét.
đất sét. Đúng rồi, có khá là nhiều phương án để mà nghĩ ra. Nghĩ nhiều phương án lên cái gì cũng vậy hết trơn á. Dạ. Đất sét, đáp án chính xác. Gợi ý còn lại. Gì đây? Gốm sứ đồ chơi Bát Tràng. Ai, tổng số tiền có được là bao nhiêu? Kết quả bốn vòng chơi, em có số tiền 28.550.000 đồng. Cộng với vòng 5, Bảo có số tiền là 45.800.000 đồng. Đó là niềm vui mà ngày hôm nay chúng ta đã đem lại cho nhân vật của chương trình. Nào, người dẫn chương trình hãy thông báo về cho gia đình hôm nay được biết. Xin chúc mừng MC Nguyên Bảo với 45.800.000 đồng ạ. Vâng, quả là một số tiền rất là lớn và bõ công mà chúng ta đã vất vả sau 5 vòng thi vừa rồi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao thưởng. Hy vọng là MC Nguyên Bảo sẽ cùng đồng hành cùng với chúng tôi. Và anh Quyền Linh hãy cùng đi bọn em luôn ạ. Xin mời mọi người. Xin chào cả nhà, chào hai mẹ con. Vâng, chào chị. Chào con. Em xin giới thiệu, em là Thanh Vân, em đến từ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng của VTV3. Hôm nay thì cháu nhà mình sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ một người tham gia chương trình. Không biết là hai mẹ con có hồi hộp muốn biết đó là ai không? Có. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bật TV lên và cùng chờ đợi và ủng hộ cho người chơi này được không ạ? Dạ. Vâng, xin mời cả nhà. Rồi, xin chào Băng Băng, chào tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày mà Linh cảm giác cũng hơi căng thẳng chút xíu. Câu hỏi thì nói chung chung nó rất là khó, nên khó có định dạng được đâu là đáp án cả. Chính vì thế nên khó quá đúng không? Và cuối cùng Nguyên Bảo cũng đã đem đến một giá trị giải thưởng cũng khá cao đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những cái cảm xúc từ Nguyên Bảo nha. Xin chào Băng Băng và các thành viên trong gia đình của em. Thực sự là câu chuyện của Băng Băng thì làm cho Nguyên Bảo cũng như là nhiều khán giả truyền hình cảm thấy rất là xúc động. Và hy vọng rằng là hai mẹ con trong cái chặng đường tiếp theo, vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa chiến đấu với nghèo khó, thì mình sẽ cố gắng, nỗ lực để mà vượt qua tất cả những điều đó. Và quan trọng nhất là cái điều quan trọng trong cuộc sống theo anh đó là tự mình sẽ đi bằng đôi chân của mình. Và chúc cho Băng Băng sẽ luôn thành công, học tốt. Và hy vọng rằng là với cái nỗ lực rất là nhỏ nhoi ngày hôm nay thì sẽ giúp cho em và gia đình có thêm một động lực nữa trong cuộc sống của mình. Và Nguyên Bảo xin được gửi tặng cho Đi Mang Băng và gia đình một cái nỗ lực rất nhỏ của Bảo ngày hôm nay trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, đó là 45.800.000 đồng. Và để cho cái con số này nó ấm áp hơn nữa và nó tuyệt vời hơn nữa thì mình hãy làm tròn nó thành 50 triệu với cái đóng góp từ cá nhân của Bảo. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Ngày hôm nay thì Thanh Vân cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình cũng sẽ được cùng với mọi người một phần nào đó có thể hỗ trợ và trao tận tay cho hai mẹ con bạn Băng Băng số tiền là 45.800.000 đồng của MC Nguyên Bảo, cùng với 4.200.000 đồng là em sẽ có một số tiền là 50 triệu đồng. Chúc mừng em. Em cảm ơn chương trình và người chơi. Thì số tiền này đối với em thì quá lớn. Mà em sẽ dành số tiền này, dành ra để mua cái máy máy cho mẹ em làm, để có tiền kiếm tiền với em. Và một phần thì em cũng sẽ mua dụng cụ học tập để em có thể học tập và để trở thành một người công an và nuôi mẹ em thế. Dễ thương quá. Băng Băng là một cô bé rất là đáng yêu. Và chắc chắn là mẹ của Băng Băng cũng sẽ rất là tự hào về con gái của mình đúng không ạ? Hôm nay chị có bất ngờ không khi mà con gái nhận được một món quà như thế này? Trước hết thì em cảm ơn chương trình, cảm ơn người chơi Nguyên Bảo. Và em cảm ơn tất cả những tấm lòng đã hỗ trợ ủng hộ cho em. Và hơn nữa là đây là món quà quá lớn. Cả cuộc đời em bao giờ em nghĩ đến có sẽ có hôm nay, có một quà như vậy. Em sẽ dành số tiền đó để mà mua dụng cụ học tập và hỗ trợ cho cháu đi học tiếp. Vâng, quan trọng nhất là sức khỏe của chị. Vâng, mong là số tiền này sẽ đỡ đần được cho việc chữa bệnh của chị nữa. Và mua được một chiếc máy may này, rồi mua được những cái đồ mà con cần để cho sau này con sẽ trở thành một nữ chiến sĩ công an. Điều đấy thì rất là đơn giản đúng không con? Chỉ cần mình có ước mơ là mình sẽ thực hiện được. Và đừng bao giờ ngừng ước mơ nhé. Cô tin chắc là con sẽ trở thành một nữ chiến sĩ công an cực kỳ tuyệt vời và sẽ giúp đỡ được những người kém may mắn hơn mình. Dạ, Băng Băng của chúng ta là một cô bé rất đáng yêu, có nụ cười trong sáng và thánh thiện.
và mẹ của Băng Băng thì bản thân Thanh Vân cảm nhận là chị rất là vất vả, thế nhưng mà chị vẫn luôn giữ được một cái sự bình tĩnh, lạc quan ở trên khuôn mặt của mình. Và một lần nữa thì Thanh Vân rất là mong ngày hôm nay sẽ được gửi đến sự cảm ơn của mình đến với Hội Chữ Thập Đỏ cũng như là chính quyền xã đã luôn luôn đồng hành cùng với chương trình và chỉ dẫn cho chương trình đến những địa chỉ đỏ, đến những nơi thực sự cần thiết với sự giúp đỡ của chúng ta. Xin được trò chuyện cùng với đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ. Dạ, mời anh. Cho phép tôi thay mặt cho Hội Chữ Thập Đỏ của huyện xin được cảm ơn cái chương trình VTV3, cảm ơn MC Em Bảo, Nguyên Bảo đã là cố gắng hết sức mình để thi đạt được một số tiền rất là lớn, và cũng như gia đình nói, số tiền này cũng là rất là lớn, ngoài mong ước giúp cho gia đình chi tiêu đồng tiền đúng với mục đích, làm thế nào để kỳ lễ Mong Băng sẽ là đạt được nguyện vọng của mình và người mẹ có một ít tiền để chăm sóc sức khỏe, để cùng con đảm đương trang trải trong cuộc sống bươn chải của đời thường. Xin cảm ơn MC Thanh Vân rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Thay mặt cho lãnh đạo ban nhân dân thị trấn Quy Đạt xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo và ekip thực hiện chương trình, đặc biệt là cảm ơn MC Thanh Vân cùng với người chơi đã quan tâm tạo mọi điều kiện để đi đến một vùng nơi xa xôi hẻo lánh, mới nơi mà người dân đang còn gặp nhiều cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và chương trình này là một chương trình hết sức đặc biệt và có ý nghĩa vô cùng, nhằm tạo động lực quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như gia đình, để tạo cho các em có cơ hội vươn lên học tập. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh ạ. Chúc cho nữ chiến sĩ công an của tương lai ngày hôm nay sẽ luôn luôn giữ được nụ cười tươi như thế này. Chúc cho mẹ của em sẽ có thật nhiều sức khỏe ạ. Vâng, và chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn luôn giữ được một tấm lòng thiện và một trái tim bình an. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vì Bạn Xứng Đáng tuần này. Cảm ơn ông Bảo rất là nhiều với món quà của bạn ha. 50 triệu tròn, rất đẹp. Và số tiền đó sẽ là một trong những cái niềm vui và động lực cho Băng Băng và gia đình trong ngày hôm nay. Chúc em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.